Ở kiếp trước người yêu thời thơ ấu đã cố gắng cứu tôi khỏi vụ tai nạn xe vì đau lòng tôi đã cầu xin Đức Phật hàng chục năm. Có lẽ tình yêu của tôi đã làm cảm động thiên đường, tôi đã được trao cho cơ hội thứ hai. Lúc này tôi đang khởi nghiệp, mọi người có muốn ăn que cay không? Có. Nếu muốn ăn thì phải trao đổi giờ thế này nhé. Mỗi khi mọi người kiếm được 3 chai nước tôi sẽ thưởng một gói que cay. Phong Thiên nhỡ không đủ thanh cay thì sao? Tôi có 20 thanh cay bên trong, có thể chứa tổng cộng 50 chai nước. Nếu nhiều hơn thì đưa hết thanh cay cho họ là xong. Bán hết đống chai đó ta phải có ít nhất là 60 đô đó. Tôi có 20 gói thanh cay trong tay, nếu tất cả được thay thế bằng chai ta sẽ có 150 đô. Tuy hơi bóc lột sức lao động nhưng cậu thật tuyệt vời. Sau 10 phút, Lâm Nhất Thiên và những người khác cẩn thận mang chai nước đến, bên trong túi đều là chai nước. Mọi người chạy đến để đổi que cay. Sao các cậu có thể kiếm được nhiều chai nước trong thời gian ngắn như vậy? Đơn giản mà, đầu tiên chia làm 3 nhóm, một nhóm đi nhặt, một nhóm đi xin bố mẹ, nhóm còn lại đi đến mấy cửa hàng đồ uống để xin chai nước. Dũng như vậy có thể tăng số lượng chai rồi. Đúng là bọn danh ma, không ngờ bọn trẻ con này có thể nghĩ ra cách đó. Đây là thanh cay, hãy chia đều cho họ, bên trong có khoảng 20 gói thanh cay cỡ này chắc cũng nghìn chai. Lúc này có một ông lão đi tới, ông ơi ông có thể giúp cháu mang đống này tới chỗ thu mua ve chai không ạ? Cháu đã rất vất vả mới kiếm được từng này nhưng cháu không đủ sức mang hết đống này. Cháu con nhỏ như vậy sao lại phải đi nhặt ve chai, tuổi của cháu nên chỉ có học và chơi thôi chứ còn nữa, dựa vào cháu mà kiếm được nhiêu đây thì hơi khó tin. Hôm nay lớp cháu tổ chức sự kiện bảo vệ môi trường ngoài trời, chúng cháu phải đi nhặt rác, gia đình cháu nghèo vì vậy cháu muốn nhân cơ hội này kiếm được một chút tiền để hỗ trợ gia đình cháu. Cháu khổ quá mà, hu hu. Phong Thiên là một người tốt, cháu không cho phép ông bắt nạt cậu ấy. Khi thấy tôi khóc, Hoa Lê nhìn chằm chằm vào ông lão. Lúc này Hoa Lê như một con mèo nhỏ vậy. Ông lão thấy cảnh này cũng cạn lời, đúng là một đứa trẻ ngoan, để chu cấp cho gia đình đã chạy ra ngoài kiếm tiền để có 1.000 chai nước. Chắc đứa trẻ đã phải làm việc rất chăm chỉ, hơn nữa nó chỉ là một đứa trẻ, làm sao nó có thể điều khiển đám đông làm việc cho nó được. Sau khi đổi chai nước thì tôi kiếm được 160 đô, không tốn một giọt mồ hôi nào, lại có hơn 100 đô. Nếu dựa vào cách này mình sẽ tiết kiệm được khá tiền, thật tuyệt. Cháu cảm ơn ông đã giúp cháu. Sau đó tôi kéo Hoa Lê rời đi. Ông chắc không phải là người thân của hai đứa nhóc, nhìn ba người không có nét nào giống nhau cả. Cậu nói không sai, tôi gặp hai đứa nó trên đường, chúng nhờ tôi mang hộ đống chai này tới đây. Cậu nhóc đã sử dụng thanh cay để lừa những đứa trẻ khác làm việc cho mình. Với cách này cậu nhóc có thể kiếm được số tiền còn lớn hơn số tiền mua thanh cay. Giờ nghĩ lại, hồi nhỏ tôi mà dùng cách này thì đã có thanh cay để ăn cả năm rồi, còn không mất sức nữa chứ, hồi nhỏ sao tôi không nghĩ ra chứ. Những chai này không phải là cậu nhóc một mình kiếm sao, còn nói là gia đình khó khăn nhặt ve chai để giúp đỡ cha mẹ nữa chứ. Ông bị lừa rồi, mặc dù gia đình cậu nhóc không giàu có nhưng cũng không nghèo, cha mẹ nó có công việc ổn định, họ hàng không ai ốm đau thì nghèo chỗ nào, chắc chắn là ông bị lừa. Ở độ tuổi này đã có thể nắm bắt tâm lý trẻ con rồi, lợi dụng việc này để kiếm lợi cho bản thân. Ở độ tuổi trẻ như vậy cậu nhóc phải học cách kết bạn mới phải, đây đúng là một nhà tư bản bẩm sinh. Một lúc sau tôi đã mang một chai ớt đến để xin lỗi ông lão, sau đó tôi đưa Hoa Lê trở lại chỗ lớp học. Hoạt động nhặt rác đã kết thúc, khi mặt trời lặn mọi người tập hợp thành một hàng, sau đó giáo viên sắp xếp đội để trở về trường. Phong Thiên, cậu nhìn kia, ông lão là một trong những giáo viên giám sát, khó trách tại sao tôi luôn cảm thấy ông ấy rất quen thuộc. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, vì ông ấy ít lên lớp dạy nên có vài người không nhận ra. Toang rồi, con đường nhặt ve chai của mình từ giờ sẽ rất khó khăn đây, sao mình không nhận ra ông ấy sớm hơn chứ.